có do cơ trưởng Akira Phan cầm đầu. Và xin quý khách hãy ổn định cho đòi và thắp nhang toàn lại để cùng với cơ trưởng Akira Phan bay lên trời cao với ca khúc Thiên Đường thứ hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.